Mỹ Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả. Đây là chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng. Chương trình gồm có thơ và nhạc công giáo được thực hiện hàng tuần trên DirecTV 2076 Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5:30 sáng. Local Đài Việt Face TV 57.2 vào lúc 5:30 sáng ngày thứ Ba. Local 56.6 Đài S Channel ngày thứ Ba lúc 9:00 sáng và ngày thứ Tư lúc 11:30 sáng. Cảm ơn quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem. Thưa quý vị, chương trình này sẽ được tiếp tục in ra bằng DVD và CD. Xin quý vị vui lòng tiếp tay và giới thiệu đến cho người thân gia đình của mình, yểm trợ cho chương trình này, để chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài có phương tiện phổ biến rộng rãi và lâu dài. Kính thưa quý vị, và kính thưa quý vị, xin Chúa ghi nhận lòng hảo tâm của quý vị, chúc lành cho những người nghe và cảm nhận được tình Chúa bao la dạt dào. Chân thành tri ân và kính chúc cho quý vị được muôn vàn phúc lộc. Kính thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là món ăn tinh thần gia đình Bác Ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình Bác Ái Phaolô được thành lập tại Việt Nam vào tháng Giêng năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Năm nay 2016 đã hơn 39 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng dòng San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ những mảnh đời kém may mắn, không phân biệt tôn giáo. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin gửi về Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, PO Box 2472 Garden Road, California 92842, điện thoại liên lạc 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, như thường lệ thì ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ chị Uyển Nguyễn, là thành viên của gia đình Bác Ái Phaolô. Xin chào chị Uyển Nguyễn. Chào Vi Lan, chào quý vị khán thính giả. Chị Nguyễn này, em có một cái thắc mắc nha. Thường thường em hay giới thiệu là các chị là thành viên, nhưng mà em nghe các chị bảo là hình như chị Nguyễn là cái gì là quản gia gì đó. Chị có thể giải thích sơ qua cái từ này không? Uyển Nguyễn là coi như là người trưởng ban phục vụ. Trưởng ban phục vụ. Vâng, vậy thôi. Tại vì cha nói là cái người cha linh hướng á, thì cũng nói là gia đình thì phải có cái người quản gia để lo gạo cơm nước đó. Nhưng mà Nguyễn thấy cái quản gia sao nó hơi lớn lớn, nghe chữ quản á. Thì bây giờ là trưởng ban phục vụ. Vâng, em thích cái này hơn. Vâng, thì Nguyễn nói thưa cha, gia đình Bác Ái Phaolô là phục vụ. Con xin là những làm trưởng ban phục vụ đấy. Hay. Phục vụ bên này em đồng ý. Và phục vụ bên kia. Hay, bởi thưa quý vị, một lần nữa mà quý vị nào ở xa đang theo dõi chương trình này muốn tham gia vào với gia đình Bác Ái Phaolô, xin cứ liên lạc với gia đình Bác Ái Phaolô qua số điện thoại và PO Box đang hiện trên màn hình nha quý vị. Và bây giờ chúng ta bước vào chương trình đi chị. Như thường lệ chúng ta sẽ mở đầu bằng một thơ phải không ạ? Mời chị Nguyễn. Kính thưa quý vị khán thính giả, bí tích thánh thể nhiệm màu, Chúa yêu thương con người vô biên vô tận, đến nỗi không còn cách nào có thể yêu thương hơn được nữa. Yêu đến nỗi hóa thành tấm bánh để ngự vào lòng con người, và những ai khi đón nhận trong giờ phút kết hiệp linh thiêng đó đều nhớ đến lời Chúa đã hứa: Thầy ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa không chỉ nói suông mà trong bữa tiệc ly, Chúa đã lập phép bí tích thánh thể và truyền dạy cho các môn đệ là những linh mục đầu tiên. Đây là mình máu ta, ai ăn sẽ được sống muôn đời. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Vâng, kính thưa quý vị, mời quý vị lắng nghe bài thơ Tiệc Thánh. Mỗi ngày tiệc thánh Misa, Chúa thương mời gọi chúng ta dự phần. Tiệc này quý giá vô ngần, từ cao thâm thẳm chính tầng Chúa ban. Chính là con một cao sang, ai người lạnh nhận Chúa ban ơn trời. Nuôi con không chỉ bằng lời, bằng mình mẫu thánh trọn đời cho con. Ẩn trong hình bánh thơm ngon,
bí tích huyền nhiệm sắc son tình Ngài. Cảm ơn Ngài đã an bài cho con chung hưởng gia tài ơn thiên. Ôi Ngài chỉ ái linh thiêng, Ngài thương trắc ẩn niềm riêng mọi người. Trăm tiếng khóc giữa tiếng cười, Ngài thương lau sạch người người cậy tin. Vâng, bài thơ Tiệc Thánh làm đó là cái bí tích thánh thể mà hàng ngày mà khi mà mình dự lễ thánh lễ mình đều được đón nhận mình mà mỗi thánh trước, phải không chị Nguyễn Nguyên? Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị và nhân trong chương trình ngày hôm nay thì chị Uyển Nguyện có đưa chị Mỹ Lan xem một cái bản trích di chúc của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là trích trong cái di chúc của Ngài. Mỹ Lan sẽ được đọc một vài đoạn trong này nha quý vị. Các con thân mến, hiện nay các con đang sống trong thời đại đầy gian nguy và thử thách. Các con hãy cố gắng kiên tâm, vững tin vào lời Chúa. Chính Chúa Giêsu đã hiện ra nói với Cha, nhờ Cha thông báo lại cho con những sứ điệp này. Các con là những người Cha tin yêu nhất, là những người con thuộc dòng dõi David. Các con hãy kêu xin cùng Thiên Chúa bằng cách các con hãy đọc kinh cầu nguyện với những lời kinh tha thiết sau đây. Xin Thiên Chúa dũ lòng thương xót chúng con, xin an ủi nâng đỡ chúng con trong lúc gian nguy, xin xua đuổi những giặc thù xa chân chúng con. Sau những lời nguyện trên, các con hãy đọc một kinh Chúa Thánh Thần, một kinh Tinh Kính, một kinh Ăn Năn Tội và lời nguyện tắt. Các con phổ biến bản kinh này khi các con rời thế gian, sẽ được các thiên thần đưa về trời hưởng hạnh phúc muôn đời. Cha ban phép lành và chúc phúc cho những ai phổ biến bản kinh này. Vâng, thưa quý vị, đó là Mỹ Lan chỉ đọc một vài đoạn trong cái bản trích di chúc của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Quý vị nào muốn coi cái bản này, xin vui lòng liên lạc với gia đình bác ái Phaolô qua số phone và địa chỉ trên màn hình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chương trình được bảo trợ bởi nhà in Select Graphic and Printing 714-537-5250. Tam Biên Food To Go 2 địa điểm 714-548-4993, 714-363-2222. Vĩ Dạ Restaurant 714-531-2905. Nhà hàng Vân 714-530-6858. Broda Restaurant 714-530-1744. Bác sĩ Đặng Bình Chúc 714-775-5373. Và quý vị nào muốn bảo trợ cho chương trình này, xin vui lòng liên lạc với gia đình bác ái Phaolô 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Và để trở lại chương trình, chúng ta bước vào nhạc thánh ca nha chị Uyển Nguyện. Vâng. Mời chị Nguyện. Kính thưa quý vị khán thính giả, tạ ơn Chúa đã tiên liệu cho có những bàn tay linh mục nối dài hơn 2.000 năm qua, đã biết bao nhiêu người được phúc đón nhận Chúa vào lòng, đều thưa cùng Chúa, xin ở lại với con. Mời quý vị theo dõi ngày hạnh phúc lớn lao nhất khi mỗi người con của Chúa được rước Chúa lần đầu. Và bài ca thứ hai, kính thưa quý khán thính giả, bài thánh ca Trong Trái Tim Chúa của Francisco ca lên rằng có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Và bài ca thứ ba, nhạc sĩ linh mục Từ Duyên sáng tác bài thánh ca Lạy Thánh Tâm Chúa đã không ngớt ca tụng tình yêu Chúa cao hơn mây trời, yêu con một đời, yêu con trọn đời. Vâng, kính mời quý vị hãy thưởng thức những bài thánh ca sau đây. Ngoài kia đêm xuống
hồn còn lo lắng sao xuyên từ bề. Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai? Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Màn đêm u tối không ánh sao mơ, tìm đâu cho thấy một chốn nương nhờ. Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Đêm năm canh con cầu khấn Chúa, ngày sau khắc con kêu danh Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con. Những đoái thương để tai nghe tiếng con van nài. Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con. Đêm xuống bóng tối đang về, hồn con lo lắng sao xuyến tư bề. Chúa ơi, con nào biết trông cậy vào ai? Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Màn đêm u tối không ánh sao mơ, tìm đâu cho thấy một chốn nương nhờ. Chúa ơi, con chỉ biết trông cậy Chúa thôi. Đêm năm canh con cầu khấn Chúa, ngày sau khắc con kêu danh Ngài. Xin Ngài đừng lánh xa con, xin Ngài đừng chối từ con. Những đoái thương để tai nghe tiếng con van nài. Ở lại với con, Chúa ơi, ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với con. Làm thân lữ khách nơi chốn quê người, buồn thương nhung nhớ che lấp tiếng cười. Chúa ơi, xin Ngài hãy ở lại với. Nhỏ bé thôi,
trái tim con, trong trái tim người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chen lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim ngào hoan. Trong trái tim Chúa như nồi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chen lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Bánh thơm là bánh thơm giúp con mau chân bước lên trời, là đóa hoa, là tiếng ca gọi lòng con mau bước về nhà. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban. Dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son. Tìm bước theo đường Chúa yêu, biết dâng trao biết thứ tha nhiều. Cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim Hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chen lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Tháng năm đời con sống chưa chen lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mãi không hao mòn. Lạy thánh thần ngài tình yêu vô biên, và vì yêu con Chúa đã hiến thân để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy thánh tâm Chúa yêu con một đời, yêu con trọn đời tình yêu Chúa cao hơn. Lạy thánh tâm Chúa bao năm cuộc đời tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà. Vâng, thưa quý vị, đó là những bài thánh ca mà chúng ta vừa thưởng thức rất là hay, mà chị Uyển Nguyễn đã tìm những cái bài đó để mà gửi đến trong chương trình này. Rồi bây giờ rất tiếc là chúng ta không còn giờ nữa, chắc là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Mời chị Nguyễn hãy gửi lời nguyện cuối giờ nhé. Lạy Chúa Giêsu đang ngự trong phép bí tích thánh thể đêm ngày trên khắp địa cầu, Chúa âm thầm kiên nhẫn đợi chờ chúng con từng giây phút. Chúa sẵn sàng lắng nghe tâm sự buồn vui chúng con, có cảm giác Chúa đang ôm chúng con vào lòng, vỗ về an ủi, lau sạch nước mắt mỗi khi chúng con đau buồn chạy đến xà vào lòng Chúa. Và Chúa âu yếm nhìn chúng con mỉm cười khi chúng con có được niềm vui không quên đến bên Ngài. Xin cho chúng con đừng bao giờ vì một quyền lực vô hình hay hữu hình ở giữa trần gian này chia cách chúng con xa lìa Chúa. Amen. Amen. Mỹ Lan và Uyển Nguyễn rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị đã xem chương trình Con Đường Tình Yêu Kính Dâng Lên Ngài hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.